Sao lại có kẻ cướp tiền của ta? Cướp tiền, cướp tiền. Đừng chen, đừng chen. Đây là của ta chứ. Tiểu thư, qua bất khí mất tích rồi. Mất tích rồi. Người của ta canh chừng Mạc phủ, nhìn thấy cô ta từ Mạc phủ chạy ra, hình như là bị người khác trộm túi tiền. Lúc đuổi theo đã trốn khỏi thị vệ, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Qua bất khí, cái này là tự cô tìm đường chết. Tất cả nhiệm vụ đều thất bại. Con còn mặt mũi ngồi trên xe của Chi sư? Xuống cho ta. Không được để sư phụ biết. Qua bất khí biết chuyện ký hiệu trên người ta. Nếu còn xảy ra sai sót, ta sẽ không còn cơ hội kế thừa chức trang chủ của Minh Nguyệt Sơn Trang nữa. Ông chủ, ta tới cầm đồ. Lại là cô à, tiểu cô nương. Lần này ta mang bát cốm tới, ông cho ta gặp Trúc tiên sinh được không? Tiểu cô nương, cái này không đáng tiền. Ta không cần tiền, ta muốn gặp Trúc tiên sinh. Tiểu cô nương, ta nói với cô rồi, ở đây không có Trúc tiên sinh nào cả. Không thể nào. Cửu thúc ta bảo ta cầm bát cốm này tới đây tìm Trúc tiên sinh, người sẽ không lừa ta đâu. Xin ông đó, ông chủ, bát cốm ta cũng đem tới rồi, cho ta gặp Trúc tiên sinh đi. Ta thật sự có nhiều chuyện muốn biết, cầu xin ông đó. Cô nương, ta thật sự không biết cửu thúc của cô là ai. Tiệm cầm đồ này ta quản lý hơn 20 năm, cũng không biết Trúc tiên sinh nào cả. Thật sự không có sao? Cô nương, trời không còn sớm nữa, ta cũng phải đóng cửa rồi. Cô có chuyện gì, lần sau hỏi kỹ rồi tới. Nhưng cựu thúc mất rồi, ta không còn ai để hỏi nữa. Vậy mời. Tiểu thư, ăn một bát mì nhé. Đại thúc, mì Dương Xuân bao nhiêu chăn tiền một bát? 5 chăn tiền một bát. Cho ta một bát đi. Được, ngồi đi. Tiểu thư, mì tới đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Con ăn đi. Đại thúc, ta đâu có khỏi trứng gà. Ăn đi. Ăn xong thì về nhà đi. Muộn như vậy rồi, hôm nay cô là khách cuối cùng, nên trứng gà chỉ còn một quả. Ăn đi, không tính tiền cô đâu. Cảm ơn đại thúc. Không có gì.
Gió động rừng trúc, sầu dưới khung cửa. Hoa nở tràn núi, tựa gấm đỏ rực. Đây là lời cửu thúc thường hay chạy ta. Là thơ thúc ấy sáng tác. Sao ông lại biết? Ông là ai? Mời cô nương lại đây. Lâu rồi ta chưa đi dạo Hoa Viên. Xem ra Phụ Dương đã hồi phục. Sau này Dực Nhi rảnh sẽ đưa Phụ Dương ra ngoài đi dạo. Có lòng hiếu thảo. Không xong rồi. Dương gia, điện hạ, không xong rồi. Không thấy tiểu thư đâu. Người nói gì? Không thấy nữa. Cái gì mà không thấy chứ? Lúc nãy trên phố, tiểu thư đòi xuống xe đi đổi lại trang sức. Chưa đi được mấy bước, tiểu thư liền hét lớn. Có người trộm tiền của tiểu thư, rồi sau đó đuổi theo. Lúc thì chạy đuổi theo, tiểu thư tung lên một nắm tiền xu. Người trên phố nhặt tiền đông quá, cả các thị vệ lại. Sau đó không thấy tiểu thư nữa. Người chắc chắn là tiểu thư tung tiền xu. Chân, là tiểu thư tung mà. Còn ngay sau đấy làm gì? Không mau đi tìm đi. Gọi hết người trong phủ đi tìm. Không ai được đi tìm. Dược Nhi, bất khí ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Là tự cô ta không muốn quay về. Vậy thì đừng bao giờ về nữa. Đi tìm đi. Dân. Biểu ca, bên đó ta tìm rồi. Không tìm thấy. Lực từng con phố, từng cửa tiệm nhất định phải tìm thấy người. Dân. Ông là Trúc tiên sinh sao? Ta không phải Trúc tiên sinh. Cô có thể gọi ta Chu Phúc. Ông không phải Trúc tiên sinh. Vậy sao ông biết bài thơ đó? Rốt cuộc ông là ai? Trong tiệm cầm đồ, tại sao không đọc câu thơ ấy mà phải đưa ta đến đây? Ta là người làm nhà Trúc tiên sinh. Lúc mở tiệm không dám nhận, chỉ sợ tiểu thư có người theo dõi. Tiểu thư, cửu thiếu gia thật sự đã mất rồi sao? Cửu thiếu gia? Người ông nói là cửu thúc của ta. Phải. Ta biết ăn nói thế nào với lão gia đây. Ông chủ, ông cũng đừng quá buồn. Có lẽ cựu thúc của ta không phải thiếu gia nhà ông. Không thể nào. Nếu không phải thiếu gia thì cô không thể nào biết được hai câu thơ ấy. Cũng sẽ không chạy đến tiệm cầm đồ tìm Trúc tiên sinh. Cựu thúc bảo ta cầm bát gốm này đi tìm Trúc tiên sinh. Ông này là người làm nhà Trúc tiên sinh. Có thể nói cho ta biết số của ông ấy ở đâu không? Tiểu thư, cho ta xem lại bát gốm. Ông làm gì vậy? Đây là vật duy nhất cửu thúc để lại cho ta. Sao ông lại làm chở nó? Đó là cái gì? Đây là tín vật của thiếu gia. Thiếu gia có thể dựa vào viên ngọc trai này đến Chu phủ lấy tất cả hiện kim của tiệm cầm đồ. Ít nhất có thể lấy được 500 vạn lượng. 500 vạn lượng. Con tìm thấy cách vào kinh rồi. Mấy ngày nữa là có thể lên xe ngựa của người ta vào kinh thành. Nhà đầu ngốc, tiền thuê xe ngựa cửu thúc vẫn có đủ. Chuyện đến nước này cũng nên nói cho con biết rồi. Người không chịu lấy trân châu đen đổi lấy một ít ngân lượng. Không thì có tiền rồi. Người sẽ có tiền khám đại phu. Sẽ không bệnh tật đầy mình.
còn phải nằm trong căn nhà rách, nói không chừng sẽ không bị họ phát hiện, sẽ không phải chết. Không ngờ năm đó thiếu gia Phong Lưu hào phóng, khí chất thư sinh, lại lâm vào cảnh ăn mày. Chu Phúc, ông có thể nói cho ta biết rốt cuộc cửu thúc là ai không? Tại sao ông ấy cứ luôn muốn dẫn theo ta đi chạy nạn? Phụ thân của cửu thiếu gia là Chu lão thái gia của Chu phủ Giang Nam. Chu phủ Giang Nam và Mạc phủ, Phi Chân Bảo và Minh Nguyệt Sơn Trang, Chu phủ Giang Nam tứ đại thương nhân thế gia. Đúng vậy, chính là độc chiếm hoàng gia, buôn bán các cống phẩm tơ lụa lá trà là Chu phủ Giang Nam. Cửu thúc cô nói chính là thiếu gia nối dõi Chu phủ. Ngài bảo cô đến tìm Trúc tiên sinh là chỉ muốn nhờ Chu lão thái gia chăm sóc cô. Đây, chuyện này không thể nào. Nếu cửu thúc là thiếu gia nhà giàu, sao lâm vào cảnh ăn mày chứ? Là vì dẫn theo cô chạy trốn khỏi đám người thần bí và sự truy đuổi của Thất Dương gia. Nhưng nguyên nhân cụ thể là gì thì ta cũng không rõ. Thoát khỏi sự truy đuổi của Thất Dương gia, Thất Dương gia tìm ta, lẽ nào không phải vì ta là con gái ông ấy ư? Không phải. Không thì thiếu gia sẽ không chỉ trốn Thất Dương gia, mà trốn tận mười mấy năm. Tiểu thư, hãy về Chu phủ với ta, Chu lão thái gia sẽ nói tất cả với cô. Ta mà về Chu phủ, nếu Thất Dương gia tìm tới cửa, ta lại phải về kinh thành. Rốt cuộc là sao? Lẽ nào giờ ông không thể nói ta biết sao? Những gì ta biết không nhiều. Ta chỉ biết lúc thiếu gia trẻ có cãi nhau một trận với lão gia, còn thề không dùng tiền của Chu gia cũng vẫn có thể giàu được, nên mới tới kinh thành đổi tên là Chu Qua. Mọi người chỉ biết kinh thành có một Chu Qua, nhưng không biết cậu ấy là thiếu gia của Chu gia. Cậu ấy còn dẫn theo tiểu thư chạy nạn, từng nhiều lần dặn không được để Thất Dương gia biết tin cậu ấy là thiếu gia Chu gia. Cho nên Thất Dương gia cũng không biết thân phận thật sự của thiếu gia. Còn chuyện này sao? Chu Phúc, ta từ Dương phủ chạy tới đây, chờ Thất Dương gia chắc là sai người tìm ta khắp thành. Ông đưa ta đi rất khó. Hơn nữa lỡ họ theo chúng ta về Chu phủ, chẳng phải để lộ thân phận của cửu thúc à? Chuyện này tiểu thư yên tâm, bọn ta vẫn luôn chờ tiểu thư về cùng thiếu gia, nhưng cũng sợ các người bị Thất Dương gia và người thần bí bắt, nên sớm chuẩn bị thuốc giả chết cho các người. Thuốc giả chết? Đúng vậy. Thuốc này có thể khiến cho tim và mạch con người dừng lại, không thể nghe, không thể nói, ngũ chi tạm thời không thông, giống như người chết. Lợi hại vậy sao? Vì vậy một khi mọi người đều cho rằng ta chết rồi, ta có thể cùng ông thuận lợi trốn đến Chu phủ rồi. Tiểu thư, cô về Chu phủ đợi ta, ta về Chu phủ lấy thuốc giả chết rồi đến đón cô. Được. Chạy mau, giết cô ta nhanh. Lên, Dương Lan, này đi cứu người. Sỏ, Kiếm Thanh, đi mau. Bao che chúng cho ta, lần này đừng cho chúng chạy.
Liễu đại tiểu thư, theo ta về Dương phủ nhận lỗi với Dương gia, có lẽ cô sẽ được tha một mạng. Nằm mơ đi. Thiếu gia, đã bắt được mấy tên? Mấy tên còn lại đều chết sạch hết. Dẫn về Dương phủ cho ta, rồi bẩm báo Dương gia. Ta xem họ giải thích thế nào về chuyện ám sát bất khí. Rõ. Đi. Đi thôi. Đi. Chỗ này cách họ khá xa rồi, trong chốc lát không đuổi tới được đâu. Vết thương của huynh, đi y khách đại ca. Vết thương của huynh, đi đi rồi hẳn nói. Đi thôi. Cẩn thận. Đi y khách đại ca, vết thương của huynh. Không sao, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đi. Liên y khách đại ca. Không sao, ta chỉ mất sức chút thôi. Quỳnh cố cầm cự, ta tìm chỗ giúp Quỳnh xử lý vết thương. Chúng ta có chỗ nghỉ rồi, Quỳnh cố chịu đựng đi. Sắp đến rồi, cố chịu đựng đi. Cô đi trước đi, không cần lo cho ta. Quỳnh nói gì vậy? Sao ta có thể không lo cho Quỳnh chứ? Liên y khách đại ca, Liên y khách đại ca. Quỳnh chịu đựng một chút nhé. Chịu đựng nhé. Liên y khách đại ca,
Rốt cuộc Quynh là ai? Tại sao mỗi lần khi ta gặp nguy hiểm, Quynh đều xuất hiện bên cạnh ta? Xem ra Liên Nghi Khách đại ca không thích để người khác nhìn thấy tướng mạo. Liên Y Khách đại ca, ta không thể cứ ở nơi đây mãi. Ta đi tìm chút gì cho Quynh ăn. Quynh nghỉ ngơi đi. Xin lỗi, ta bất đắc chỉ mới trộn. Đây xem như bồi thường, chắc là đủ rồi. Tại sao lại nóng như vậy? Bất khí, cô ấy bị sốt, không chậm trễ được, đưa cô ấy đi khám đi. Liên Y Khách, phu nhân bảo ta nợ ngươi một ân tình. Bất khí, hãy làm tiểu thư Mạc phủ. Rất nhiều người quan tâm cô, không cần đến tìm ta nữa. Quynh đột nhiên xông vào nói với ta là Liên Y Khách, đúng là làm ta giật mình. Quynh với ta biết nhau từ nhỏ đến lớn, ta không biết Liên Y Khách thần bí trong giang hồ lại là Quynh đó. Nếu Quynh không bị thương, em là sẽ không đến tìm ta giúp đỡ. Chương phủ nhiều người càng phức tạp, ta mời chờ chương phủ trị thương, khó tránh khỏi thêm phiền phức. Vết thương của Quynh là ai băng bó vậy? Đến máu bầm cũng chưa làm sạch. Ta bắt buộc phải làm sạch máu bên trong mới có thể bôi thuốc cho Quynh được. Được, làm đi. Quynh làm gì vậy? Thường Quynh là người thô lỗ mà. Sao thế? Sao lại chống nữ nhi theo thù thế này? Nhanh lên. Ta không ngại cơ thể ngàn chàng của Quynh, sợ Quynh đau, có lòng tốt mà bị xem thường. Một chiếc kiếm nhỏ khiến Quynh trùng tay. Mơ ước của Quynh chẳng phải là đầu quân báo quốc, ra chiến trường giết địch sao? Ta sợ Quynh đến chiến trường thật, đến kiếm cũng không cầm nổi. Được, cái này là Quynh nói đó. Đừng kêu, hay là Quynh cắn khăn đi. Đừng nói nữa, nhanh lên. Ta nói cho Quynh biết, tuy ta đuổi người hầu đi rồi, nhưng như Quynh kêu lên sẽ làm kinh động đến mọi người trong phủ. Quynh thật sự không cần à? Quynh chắc chắn mình chịu đựng được à? Chúng tưởng chỉ có tiệm phi nói nhiều, không ngờ Quynh còn nhiều lời hơn Liêu ca. Là bác ca.
Nghĩ đến lúc Quynh Phong qua Tuyết Nguyệt, trượt tường làm đại hiệp tự do thần. Có nhớ lúc chúng ta hô Liên Y Khách, Quynh nói sao không? Quynh nói hắn là đại hiệp gì chứ? Không chừng là một tên đạo tặc. Quynh giấu ta, giấu thật kỹ đó. Ta dùng thân phận Liên Y Khách chỉ là để mình không bị gò bó vì thân phận thế tử, hành động thuận tiện hơn một chút. Còn về các Quynh, ta không hề muốn làm liên lụy đến các Quynh, liên lụy đến bọn ta. Được. Đừng kêu. Đại hiệp không phải ai cũng làm được đâu. Được, xong rồi. Này, lau cho khô đi. Tự lau đi, tự ta lau à? Quynh nói đúng rồi đó. Thiếu cha ta, đến gà còn chưa từng giết. Trên chiến trường nhìn thấy cảnh chém chết máu me, không chừng còn run chân. Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng xem, không được xem. Dương gia, chuyện này là sao? Sao lại phái nhiều người bao vây Minh Nguyệt Sơn Trang như vậy? Liễu Thanh Chu đâu? Sáng sớm cô ta đã thay thiếp thân đến phường Tây Hạ mua bánh, tới giờ vẫn chưa thấy về. Nhưng chắc cũng sắp về rồi. E là cô ta không dám quay về nữa đâu. Mà công tử nói vậy là ý gì? Liễu Minh Nguyệt, bà thật to gan, dám chỉ thị con gái mình hành thích vị tiểu thư Mạc phủ. May có trời phù hộ Mạc phủ cứu sống được bất ký. Đáng tiếc Liễu Thanh Chu đã tẩu thoát. Ta cố tình mời Chương gia đến chủ trì công bằng. Chương gia, không thể nào. Thanh Chu từ nhỏ ngoan ngoãn, sao có thể giết người được? Dẫn người lên đây. Liễu Minh Nguyệt, nhìn cho rõ đi. Đây có phải người của Minh Nguyệt Sơn Trang không? Hiện qua bất khí vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Đợi nó tỉnh lại chính là nhân chứng. Ngươi có còn gì để nói không? Minh Nguyệt muốn nói riêng với Chương gia. Chương gia, ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Sự việc trọng đại, chỉ có thể nói riêng với Chương gia. Lùi hết đi. Rõ. Nói đi. Dương gia tha tội. Chuyện này thiếp thân không hề hay biết, là cho tiểu nữ Thanh Chu tự ý hành động. Đợi ta tìm thấy nó, nhất định sẽ áp giải đến Chương phủ, tùy Chương gia định đoạt. Ngươi tưởng làm như vậy có thể phủi đi sạch sẽ toàn bộ sự tình sao? Thiếp thân không dám. Minh Nguyệt chỉ xin Chương gia điều tra rõ ràng. Thiếp thân tình nguyện lập tức đưa Chương gia đến gặp thiếp phi. Ngươi là đang muốn uy hiếp bổn Dương sao? Hiện giờ, việc ta có thể làm cho Tiết Phi là chăm sóc tốt con gái nàng ấy, an ủi trong linh của nàng ấy trên trời.
Nhưng ngươi lại dám to gan chiết hại bất khí. Nếu ngươi không còn điều gì khác, chạy đợi ngồi trong thiên lao đến hết đời đi. Trương gia có biết chuyện Bích La Thiên? Tỉnh rồi à? Tiện Phi nói rồi, từ khi Thất Trương Phi qua đời, không ai nhìn thấu được Quynh. Có điều hôm nay Quynh đến tìm ta giúp đỡ, chứng tỏ Quynh rất tin tưởng ta, đúng không? Quynh cười cái gì? Thấy bộ trạng thảm thương của ta, Quynh rất đắc ý, đúng không? Đúng. Giờ Quynh rất buồn cười. Nói đi, cũng phải nói lại. Chuyện này có cho Tiện Phi biết không? Không, ý của ta là có thêm một người giúp Quynh. Tiện Phi cần được làm quan, sau này sẽ là người của Hoàng thượng. Với tài nghệ của Quynh ấy, kể cả bây giờ tiến quan, nói không chừng còn có thể phò tá thái tử cũng nên. Quynh ấy tinh thông kinh luân, tâm nguyện chính là một ngày nào đó sẽ được lên triều bái tướng. Ta không muốn chỉ chuyện này mà liên lụy tới Quynh ấy. Nếu Tiện Phi cũng coi Quynh là bằng hữu, cũng sẽ không sợ bị Quynh liên lụy. Ta biết. Nhưng phụ chưa ở lại kinh thành, xuất phát từ lòng hiếu kính của Hoàng thượng với Thái hậu, thậm chí là đồng cảm. Lỡ một ngày nào đó trong mắt Hoàng thượng không muốn thấy phụ Dương, Thất Dương phủ và Tiện Phi liên lụy nhau quá nhiều cũng không hay. Ta không thể vào triều làm quan sao? Quynh không sợ làm liên lụy đến ta à? Mặc dù hiện giờ ta chỉ là hộ vệ phó thống lĩnh, biết đâu sau này ta là tướng quân nắm binh quyền trong tay. Quynh có còn nhớ lúc nhỏ chúng ta học cùng các hoàng tử không? Tất nhiên là nhớ rồi. Lúc đó ba chúng ta rất thân, Tiện Phi thì hiểu chuyện, quan tâm đến hoàng tử hơn. Không như ta, thật ngốc nghếch, cũng không giống Quynh, cả ngày ham chơi. Hoàng thượng thế tiên sinh phạt Quynh, lúc nào cũng bao che, cho Quynh khỏi bị trách phạt. Dương gia nhàn hạ, thế tử nhàn hạ, ta vốn chẳng cần kinh luân đầy mình. Hoàng thượng mong ta không làm nên chuyện, mà là làm một phế nhân mà. Công phu của Quynh là học từ ai vậy? Tập võ luyện sức khỏe là hoàng thượng cho phép. Giả lại ta còn từng học với đại nội thị vệ. Phụ Dương ta quản quan khố bao năm nay, ít nhiều cũng biết vài cao thủ trên giang hồ chứ. Cứ như vậy võ công của ta sẽ giỏi thôi. Nhưng hoàng thượng và Thất Dương gia không ngờ họ lại nuôi dưỡng một liên y khách. Ta nói Quynh biết, chuyện này không được truyền ra ngoài. Truyền ra ngoài sẽ không hay cho Dương phủ đâu. Lần này ta tới tìm Quynh, tuy là tình hình cấp bách, nhưng thật ra ta cũng lợi dụng Quynh. Có Quynh ở cùng ta, ta và liên y khách không phải cùng một người. Đã có người làm chứng. Quynh, được rồi, ta biết rồi. Uống hết rượu đi đã. Quynh yên tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta rõ mà. Ta phải người đưa tin tới Dương phủ rồi. Nói Quynh tối qua ở chỗ ta uống rượu, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Chuyện về đứa con riêng đó, rốt cuộc Quynh ghét cô ta hay không ghét cô ta vậy? Sao tối qua Quynh tức giận nói không ai được đi tìm cô ta, lại còn quá thân thành liên y khách đi tìm? Nói thật, thân là thế tử, quả thực ta có ghét cô ta. Cô ta dám lợi dụng ngày chỗ của mẫu phi ta, thuyết phục ta cho cô ta chạy mặt phủ, cho cô ta chào Dương phủ, ta thấy rất có lỗi với mẫu phi rồi. Cô ta lại dám lợi dụng ta, làm sao ta không giận được chứ? Nhưng Quynh giả mạo, liên y khách bị bại lộ sẽ rất nguy hiểm. Quynh chỉ cứu cô ta mà bị thương. Có thể thấy Quynh rất lo cho an nguy của cô ta. Không, phải hay không tự Quynh biết. Ta mơ thấy Quynh mấy lần rồi. Liên y khách đại ca, ta rất thích Quynh. Ta có thể gả cho Quynh không? Bất khí, ta không thể để cô quay lại Dương phủ được. Ta sợ cô sớm muộn sẽ có ngày nhận ra thân phận liên y khách. Tới lúc đó, cô bảo ta phải làm sao để đối mặt đây? Dương gia, bản Dương đã tra rõ, chuyện này và Minh Nguyệt Sơn Trang không liên quan gì nhau. Dương gia,
Nếu không phải Liễu Minh Nguyệt chỉ thị, họ làm sao dám truy sát quận chúa? Chẳng mong Dương gia suy xét lại. Ước Sơn, chuyện này dừng lại ở đây thôi. Chẳng phải bất khí vẫn hôn mê trên giường của ngươi sao? Người y nói không được di chuyển, tránh khỏi trúng gió. Vậy thì đợi nó bình phục, đích thân ngươi đưa chè cho ta. Vâng. Tỉnh rồi, biểu ca. Bất khí tỉnh rồi, bất khí. Cô không sao chứ? Đại ca. Dân biểu ca, ta ở Mạc phủ à? Còn Liên Y Khách đại ca đâu? Bất khí, là Liên Y Khách cứu muội. Không nhờ quên ấy chỉ điểm, bọn ta cũng không tìm được muội. Bất khí, muội và Liên Y Khách là có quan hệ thế nào? Tại sao năm lần bảy lượt hắn đều cứu muội thế? Ta cũng không biết. Ta chỉ biết quên ấy là Liên Y Khách. Lần nào quên ấy cũng xuất hiện bất ngờ. Những chuyện khác ta không biết gì hết. Vậy không sao rồi, muội nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bất khí, muội muội phải uống thuốc rồi. Tứ tiểu thư, sao tỷ lại ở đây? Dược Linh Trang xảy ra chuyện, ta và đại ca chờ tạm thời ở trong Mạc phủ. Dược Linh Trang xảy ra chuyện ư? Vậy những người khác đâu? Những người khác sao rồi? Phụ thân và tổ mẫu đều đã qua đời. Dược Linh Trang cũng mất rồi. Nhưng Mạc đại ca nói sẽ giúp chúng ta, vậy nên sẽ tốt thôi. Nghĩa phụ và lão phu nhân cũng qua đời sao? Sao lại xảy ra chuyện như vậy được? Bất khí muội muội, muội nghỉ ngơi đi. Đợi muội khỏe rồi ta sẽ từ từ nói với muội. Phải rồi, Chân đại ca, Liên Y Khách có nói gì không? Cái này cô ấy không nói gì cả. Có điều hình như cô ấy bị thương rồi. Nghiêm trọng không? Cái này ta không có chú ý. Bất khí, Liên Y Khách có thể cứu muội, tức là hắn hành động bình thường, muội không cần quá lo. Quan trọng nhất bây giờ là muội nghỉ ngơi cho tốt, đợi người Dương phụ tới đón muội là được rồi. Vậy bọn ta đi trước đây. Đại ca, muội lúc muội sốt mê man, không nói mê gì chứ? Hãy